Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho biết, tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng hơn 71% về số vụ, tăng hơn 116% về số đối tượng. Đặc biệt, số vụ nhận hối lộ bị phát hiện tăng hơn 312%. Nhóm công tác của Ủy ban Tư pháp báo cáo, tình hình tội phạm tham nhũng kinh tế, buôn lậu còn diễn biến phức tạp. Điển hình là các vụ án Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, vụ án Đỗ Anh Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án công ty Việt Á, vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vụ án về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai và công ty AIC. Hay như, vụ án xảy ra tại Cục Đăng Kiểm và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Và vụ án hình sự tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép xảy ra tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh thành phố khác. Quỹ ban tư pháp phản ánh, dư luận và cử tri vẫn băn khoăn vấn đề, có hay không, sự bắt tay giữa một số ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Để các nhân viên ngân hàng tư vấn sai sự thật, mời gọi khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm. Quỹ ban tư pháp cũng cảnh báo, hiện đã xuất hiện tình trạng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, công ty luật dưới hình thức mua bán nợ để cưỡng đọc tài sản với các thủ đoạn đe dọa, khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại, gây hoang mang trong dư luận. Điển hình là vụ cưỡng đoạt tài sản. Nước bóng công ty luật pháp Việt có 415 đối tượng thực hiện với khoảng 3 triệu bị hại trên toàn quốc. Và vụ cưỡng đoạt tài sản do công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh